Thưa quý vị, giải thưởng thường niên Traveler Review Award 2023 của Booking.com năm nay tôn vinh những điểm đến thân thiện nhất thế giới. Thưa quý vị, trong đó thì Ninh Bình đã lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam cũng là châu Á trong danh sách này. Bên cạnh đó thì hạng mục 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam bao gồm Phong Nha, Quảng Bình, Ninh Bình, Hội An, Quảng Nam, Huế, Thừa Thiên Huế, Mai Châu, Hòa Bình, Tuy Hòa, Phú Yên, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Hới, Quảng Bình, Cát Bà, Hải Phòng và Sapa thuộc Lào Cai. Kết quả giải thưởng dựa trên khoảng 240 triệu đánh giá từ du khách đã sử dụng dịch vụ trên nền tảng của Booking.com trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 của năm trước đến ngày 30 tháng 11 của năm sau.